ngày thôi nôi của bé Gia Khang. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kìa, anh Thanh. Ủa, em Hồng. Anh đang ngó mong gì đó? À, anh đang ngắm nhìn lúa xóm đang băng chiều hà, mà lòng lâng lâng một niềm vui sương. Thì bỗng nghe bước chân đi nhẹ nhẹ, anh quay lưng lại thì quả đó là em Hồng. Mới sáng sớm em đi đâu? Móng tay thì sắt chiếc lồng tre, còn tay kia sắt vỏ đau thừa. Sao mái nhà tranh nho nhỏ đồng xương mờ. Anh Thanh nè. Hả? Anh lại gần đây nghe em nói chuyện này. Chuyện gì em? Con sáu em nuôi mới vừa tập nói, em dài dơ lòng ba tiếng chị Hồng ơi. Nhìn em rõ ràng tiếng nụ cười duyên, nhìn anh với đôi mắt rạng ngời, anh thấy lòng mình sao xưa một niềm vui như muốn trang hòa theo mùi hương lúa chín. Anh Thanh nè. Sao em? Lúa của anh chín thì lúa của em cũng chỗ đồng đồng rồi chứ bộ. À vậy chứ anh có nói gì đâu. À lúa của anh là lúa ngắn ngày mà em. Anh Thanh nè, anh có nghe gì không? Anh nghe tiếng gió. Gió thoảng sương sương bay trong gió, bông lúa đường lá lá trên đồng. Bông là lúa vương hay xuôi tốt, người thương thơm ngát trên đồng. Hồng nè, em dạy cho con sáu và ba tiếng chị Hồng ơi, thì tại sao em không dạy cho nó nói rằng ba tiếng em anh Thanh hỡi hả? Em dạy nói rằng ba tiếng chị Hồng ơi, để nói nhắc anh nghe mỗi ngày. Và nhớ đến Hồng chứ đừng nhớ đến ai, cô sáu, cô mười, cô Huệ hay là cô Mai. Hồng mà ơi, em quả là người mẫu hơn nhà. Em đúng là cô gái rồi chẳng xin anh phát thải bà con ở nhà, rồi xuống xa gần ai ai cũng
nhiều người khen. Anh nhớ mình em là cũng đủ lắm rồi, anh còn nhớ thương ai. Anh Thanh nè. Sao em? Mới hồi trưa hôm qua khi em vừa cho tầm ăn xong thì má kêu em lên nhà trên má hỏi. Má kêu em là trên má hỏi. Nhưng mà má hỏi gì vậy hả em? Má hỏi vậy chứ thằng Thanh con năm ngữ, mày có ưng nói không thì trả lời ngay, để tao còn trả lời với ảnh. Rồi em nói sao? Để anh nhờ mai mối lo chuyện hôn nhân cho hai đứa được cho. Rồi em trả lời sao nè? Em đứng ở lâu rồi cái em nói. Em nói sao? Em nói. Nói sao? Dạ con bằng lòng. Trời đất quỷ thần ơi, em bằng lòng mà làm cho người ta hết hồn vậy à? Rồi cái má nói. Nhưng mà má, má của ai hả em? Dạ thì má của em. Mà má của em cũng là má của anh nữa chứ bộ à. Ừ hả? Anh có đón gì đâu à. Rồi cái má nói em. Hồng à, con lo ruột gậy xong xuôi rồi còn lo sắm Tết. Mà cái Tết năm nay là cái Tết quy hoàng. Hồng nè. Dạ. Một cái Tết quy hoàng á, anh tính vậy nè. Thôi ra riêng này mình sẽ làm đám cưới. Anh sẽ nhờ anh Hải nhà mày chủ hôn bên họ nhà trai. Em nhờ anh Chính quận Chính chủ hôn bên họ nhà gái á. Nhưng má của em ăn ở theo xưa, bắt anh phải mặc áo dài khăn đóng, còn đội cái cưới nó kho. Anh thấy nó kỳ quá à Hồng ơi. Muốn được vợ thì phải chịu cực chịu khổ, bực mình chút đỉnh có ăn nhậm gì đâu à. Anh sao? Thì anh biết vậy rồi. Xin cảm ơn những cành hoa thân thương mà quý anh chị đã dành tặng cho em và nghệ sĩ Phong Trần. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn tất cả tấm chân tình của toàn thể đã gia đình dành tặng cho em rất nhiều.